Đây nè cô. Đây nè. Đây nè. Ok, à. Mời người đẹp lên đây. Dời gót ngọc lên đây em. Rồi. Hội viên thiên lý ngăn tư ngộ là gì đây? Dạ, thưa cô, hữu duyên, tức là có duyên. Thiên lý là một ngàn một chiều đường xa. Năng tư ngộ, năng tức là gặp đi gặp lại nhiều lần, tư ngộ là gặp nhau. Như vậy thì có nghĩa là dù xa xôi vạn dặm, chúng ta cũng vẫn gặp nhau. Exactly. Cảm ơn Nguyên Hà nha. Đó, em thấy chưa? Hồi năm ngoái, khi mà Diệp nói là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tất cả đều buồn hết. Là, nhưng mà rồi em thấy em cô có nói em câu này, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau. Quả vậy, thử duyên thiên lý năm cân ngộ chắc chưa, xa xôi ngàn dặm từ Canada, từ Việt Nam rồi cũng gặp nhau, đó là chúng ta có duyên. Ai biết câu thứ hai giơ tay lên. Câu thứ hai giơ tay lên. Bây giờ hồi nãy là và lấy nữ rồi. Câu thứ hai giơ tay lên. Ai biết nhớ tay lên câu thứ hai. Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ. Đây đây đây, có người giơ tay đây, mời anh lên đây. Rồi, mời anh lên đây. Em chào cô biết tên. Em biết cô có biết tên. Em là Đỗ Hoàng. Việt Nam 69, 76. Nhưng mà 75 hết. Ok. Dạ. Có trường hợp với cô không? Không, em không nhớ. Phải không? Học trò là quên thầy đó nha. Em nhớ toàn người đó, em không nhớ hết. Okay. Rồi, bây giờ câu thứ hai tiếp theo là câu gì? Câu thứ hai em giỡn chút xíu là vô duyên đối diện thấy thương liền. Như vậy là điểm âm á nha. Đúng rồi chứ. Vô duyên đối diện năng tương ngộ. No. Vô duyên đối diện bất cứ vô. Không cho con Thúy nha, con Thúy không được nhắc nha chứ. Con Thúy đang sự việc đang không được nhắc nha chứ. Thôi bây giờ Sorry, sáng rồi, không được. Bây giờ các em làm không? Bây giờ có bây giờ. Anh nào? Rồi, lên đây. Em cho cô. Em xin cứu bồ cho bà. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Exactly. Ok. Mời đẹp. Cảm ơn cô. Đúng rồi. Thử duyên thiên lý năng tương phùng. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Chị em thấy đó. Cô đâu dám đối diện với em. Mẹ bây giờ còn giỏi hơn cô nữa, mấy chục năm ở Mỹ mà em làm sao cô dám nói tiếng Anh. Thành ra cô phải làm khó mấy em bằng tiếng Việt. Ai về mấy em cũng giải đáp được. Ai vậy thì học sinh trong các quân đội cũng giỏi quá hả? Dĩ nhiên là cô. Ok, bây giờ chúng ta nhớ là tuần tới là ngày Mother's Day. Vậy thì nhân ngày Mother's Day, cô có vài câu thơ về mẹ. Cô xin đọc tặng các em, nhất là những nữ sinh văn hóa quân đội, vì tất cả các em đều đã là bà mẹ. Đây bài thơ là Mom. Let me swim in the ocean of your love. Let the warmth of your arms shelter me during winter days. Let the murmuring breeze of your voice lull me into peaceful sleep. Let the polar star of your wisdom guide me through the ups and downs of life. Let your sunny smile dry up my tears and cheer up my heart.
Let me tell you, I love you forever, forever, Mom. Cảm ơn các em. Happy Mother's Day cho tất cả các em gái của Văn hóa quân đội. Và nói tới cái duyên văn hóa quân đội thì cô xin đại diện các thầy cô để mà cảm ơn tất cả các em, nhất là các em trong ban tổ chức. Vì cô thấy các em không còn trẻ nữa, không phải già như cô nhưng mà cũng hơi già già, thành ra cũng khổ công, khổ trí, đủ thứ hết để mà tổ chức những buổi hội ngộ ngày hôm nay. Thành ra cô thay mặt thầy cô văn hóa quân đội để mà cảm ơn tất cả các em, nhất là các em trong ban tổ chức và cũng như các em đã chịu đến đây mà tham dự. Vậy thì một tràng pháo tay cho các ban tổ chức và các em tham dự ngày hôm nay. Vai trò quạt nói viên của cô tới đây là chấm dứt. Tại vì cô không muốn cắt micro, nói dài, nói dở, nói dai thì là gì? Cắt micro của cô.